Mình có cái xét máy tính này, mình sẽ để lại giá 200k. 200k nha. Cái này phí chưa có ship nha, ship các bạn tự trả ở Nha Trang là các bạn qua test luôn. Con này là IBM ThinkPad nha. Nội tạng bên trong mình cam đoan với anh em là đầy đủ luôn nha, kể cả ổ cứng luôn. Để mình lấy ổ cứng cho. Đây cái ổ cứng của em nó đây, mình sẽ giao luôn ha. Mình sẽ giao cái ổ cứng này luôn cho các bạn luôn. Ổ cứng này còn sống này các bạn. Cứng còn sống. Pin đồ đầy đủ, nói chung máy này không có thiếu gì hết, chỉ thiếu mỗi sạc thôi. Mình sẽ lắp ổ cứng giao cho anh em luôn. Đúng này à. Lắp vào, mình sẽ lắp vào luôn nha, lát nữa mình sẽ lắp vào luôn. Còn đầy đủ RAM nó đồ còn đầy đủ luôn này. RAM đầy đủ, nó còn một cái lớp RAM ở mặt dưa mặt mặt trên nữa. Nó còn lớp RAM mặt trên nữa này. Đó. Cái này nó bị bung cái miếng này ra rồi nha. Các bạn về các bạn thử gắn vào. Vậy thôi. Còn màn hình thì rất ok luôn. Màn hình thì mình thấy là nó thể ngửa 180 độ này. À, các bạn về bạn lấy bản lề là cũng được. Đó, màn hình là còn thấy đẹp một cái mới luôn các bạn. Nha. Màn hình không có bị trầy xước gì hết luôn. Ok này. Rồi, giá xét 200k. 200k nha. Còn ở Nha Trang thì các bạn liên hệ mình số điện thoại 0366824524. Mình sẽ qua lấy máy tận nơi luôn. Ok. Còn các bạn mua ở xa, ship code đó thì các bạn chịu khó cọc cho mình 50.000. Hoặc là được uy tín thì các bạn chuyển luôn 200k. Chuyển khoản cho mình luôn. Mình đem qua, mình sẽ giao đến tận nơi luôn. Rồi, cảm ơn các bạn nha.